dẫn các bạn. Hiện tại mình đang cầm trên đây là cái kính của con Apple F11 Go. Trong quá trình mình xài mà có bị lỡ rớt cắn bể mặt kính hay là nứt mặt kính gì đó thì mình có đã có linh kiện thay rồi. Con này thay thì thời gian thay tầm khoảng 2 tiếng các bạn. Thì các bạn có thể ngồi chờ đấy luôn, hoặc những bạn ở xa không có điều kiện thì cái thay thì mình cũng có bán đem về thôi. Các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên kia mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Còn các bạn ở gần thì tái thay ngồi chờ đấy luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.